Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Nỗi lo từ những người chưa chịu tiêm chủng. Nguồn tin từ Tiền Phong Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình trạng gia tăng số ca mắc do biến chủng Delta, các chuyên gia và quan chức Mỹ dự báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn khi còn nhiều người dân chưa tiêm vaccine. Tiến sĩ Peter Hortes, đồng giám đốc trung tâm phát triển vaccine tại Bệnh viện Nhi đồng Texas, nói với CNN rằng chúng ta sẽ thấy tình hình xấu đi nhanh chóng. Ở miền Nam hiện nay, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn với rất nhiều người chưa tiêm phòng. Tại Georgia, số ca mắc tăng gấp 3 lần trong 14 ngày qua. Các quan chức y tế bang này cho biết đang thúc giục người dân đi tiêm vì biến chủng Delta lây dễ hơn những biến chủng trước đây. Tiến sĩ Kalin Tomi, Quan chức phụ trách y tế bang Georgia cho biết, không may là số người mắc tiếp tục tăng. Những người không tiêm hoặc bỏ mũi tiêm thứ hai đang là mục tiêu của đại dịch. Tính đến cuối tuần qua, khoảng 49,5% dân số Mỹ được tiêm đầy đủ theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC. Giới chức Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng các loại vaccine COVID-19 rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng ốm nặng và tử vong. CDC chưa đến 0,04% số người đã tiêm đầy đủ phải nhập viện sau khi mắc lại và 0,001% tử vong vì COVID-19. Do khả năng dễ lây lan của biến chủng Delta, giới chức Mỹ thuyết phục người dân rằng dù họ đã tiêm hay chưa vẫn phải chú ý đến môi trường xung quanh. Tiến sĩ Michael Otterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm và Chính sách tại Đại học Minnesota cho biết những hạt bụi nước chứa sát cov 2 có thể đi dễ và xa hơn như là khói thuốc lá. Nếu bạn muốn hiểu bụi nước là gì, chỉ cần nghĩ đến người hút thuốc lá. Nếu bạn ngửi thấy hơi thuốc lá ở khoảng cách xa bao nhiêu, thì bạn có thể hít phải bụi nước chứa virus từ ai đó mang theo một cách tương tự. Và tuần trước, CDC thay đổi hướng dẫn việc đeo khẩu trang và khuyến cáo những người đã tiêm vaccine vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà hoặc ở môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao số liệu thực tế cho thấy những người chưa tiêm phòng có nguy cơ ốm nặng hơn khi bị biến thể Delta tấn công. Trong tuần qua, Mỹ có trung bình 77.800 ca mắc mới mỗi ngày. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ nhập viện cũng tăng lên, với hơn 43.700 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện Mỹ đến cuối tuần qua. Tiến sĩ Thomas Giarga, công tác tại Trung tâm Y tế Sina Tassana ở Los Angeles đã kể với CNN rằng hầu hết bệnh nhân đều nói, nếu biết sẽ cảm thấy tồi tệ như thế này, tôi đã đi tiêm rồi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Nỗi lo từ những người chưa chịu tiêm chủng. Nguồn tin từ Tiền Phong Online đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.